Vâng, hôm nay lại tiếp tục nhận kèo đi phối lại bộ karaoke tại An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho anh Giáp. Bộ karaoke của anh thì gồm một đẩy 4 kênh. Trước thì dùng vang Shiso T3 mua của anh Thanh Hồng. Thì con này là cài online nên nó cũng chỉ đạt được phần nào thôi. Và đặc biệt ở không gian này là không phù hợp với những con dòng vang nợ tiếng vợt như Shiso hay những dòng Theta. Không phải là những cái vang đó là không hay, em có bán, nhưng tại những không gian này thì chúng ta phải tìm những con vang phối nó khá hơn để đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật và độ nét. Không gian này của anh Giáp thì là ở gầm cầu thang và nói không nó đã bị oang rồi, và xung quanh nhà của anh là toàn bộ là mái tôn che kín vì anh làm nghề mộc, nên sau khi đàm phán rồi các phương án xử lý và em có nhận phối lại cái kèo này bằng mang một con vang khá xa để phối lại cho anh, đảm bảo cái yếu tố hay gật trả tiền và thu lại con vang Shiso T3 của anh. Ok, các bác nghe và cảm nhận nhá. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn.